Chiều ngày 29 tháng 3, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Trương Thị Mai trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020-2025 cho ông Nguyễn Hoài Anh. Ông Nguyễn Hoài Anh, năm nay 47 tuổi, quê quán Quảng Nam. Ông sinh ra tại Ninh Thuận, sau đó học tập và trưởng thành tại Bình Thuận. Ông có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý hành chính công, kiến trúc sư, cử nhân ngữ văn Anh, cao cấp lý luận chính trị. Ông từng kinh qua các chức vụ Bí thư tỉnh đoàn, Bí thư huyện ủy Tuy Phong, Phó trưởng ban nội chính tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận. Tháng 10 năm 2020, ông giữ chức Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận. Từ tháng 1 năm 2021, ông là ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Ngày 26 tháng 3 Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận bầu ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 với 45 phiếu đồng ý, đạt tỷ lệ 100% tỉnh ủy viên có mặt dự hội nghị. Trước đó, ngày 18 tháng 3, Bộ Chính trị đã điều động, phân công chỉ định ông Dương Văn An từ Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận đến giữ chức Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.